Tử vi về ngày 24 tháng 11 âm lịch Ất Mão. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về vận trình 12 con giáp ngày 24 tháng 11 âm lịch, tức ngày 7 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Ngày hôm nay, con giáp nào sẽ gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt? Con giáp nào đen đủi, xui xẻo, đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Tổng quan về ngày 24 tháng 11 âm lịch. Ngày 24 tháng 11 năm 2020 âm lịch, còn gọi là ngày 24 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy, tức là nước khe lớn. Do Mão và Dậu chính xung, Ất Mão Mộc khắc Kỷ Âm Thổ, Tân Âm Kim khắc Ất Âm Mộc. Đây gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 và Tân Dậu sinh năm 1981. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 24 tháng 11 âm lịch. Tuổi Tý, Tý Dương Thủy gặp Ất Âm Mộc là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tý trong ngày này cần cẩn trọng hết sức về các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Ngày này được các tinh Thiên Ất quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn trong mệnh. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được tinh hoa, vô quý, mệnh thăng, khí vượng. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Năm nay là một năm vất vả, gian nan của những gia chủ tuổi Tý. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình những vật phẩm phong thủy như vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Tuổi Sửu, Sửu Âm Thổ gặp Ất Âm Mộc là Thất Sát, có tên khác là Thiên Quan. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Sửu nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Bên cạnh đó, còn có phúc tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Sửu nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Hơn nữa, tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều các tinh khác chiếu vận nên vận thế tổng thể vô cùng có lợi. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân, cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, trù giải thị phi. Tuổi Dần, Dần Dương Mộc gặp Ất Âm Mộc là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Dần trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày này có thấy sao hàm trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Dần. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm một nửa của cuộc đời mình. Bên cạnh đó còn có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thường tật chiếu mệnh nên gia chủ tuổi Dần cần chú ý ngày này những lời mời gọi nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão, Mão Âm Mộc gặp Ất Âm Mộc là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. May mắn ngày này được ba cát tinh là Phúc Tinh, Thiên Lộc, Tướng Tinh chiếu mệnh, đem nhiều may mắn cho gia chủ.
Đây là các cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với Thái Tuế, Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình. Các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình Thái Tuế và sao Lục Hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp Ất Âm Mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ. Cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản mệnh. Tuổi Tỵ, Tỵ âm hỏa gặp giác xương mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong những ngày này, những gia chủ tuổi Tỵ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày hôm nay, được hai cát tinh là Thái Cực và Kim Dư chiếu mệnh, là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Ngọ, Ngọ dương hỏa gặp Ất âm mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Ngọ. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Hàng chi chiều tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Ngọ. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Ngày này gia chủ tuổi Ngọ được hai cát tinh là Văn Xương và Thái Cực chiếu mệnh. Đây là những sao tốt đem đến cát lành. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh, hành thông. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung Thái Tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái Tuế Tý, Thủy là thiên can tinh của tuổi Ngọ. Cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Mùi, Mùi âm hỏa gặp giáp xương mộc là thất sát, thiên quan. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mùi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Bản mệnh còn có tiền tinh chiếu mệnh, đây là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quân hung. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp, tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Tuổi Thân, Thân Dương Kim gặp giáp xương mộc là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngày này có cát tinh Thiên Ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn trong mệnh. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Đặc biệt năm 2020, Thái Tuế Tý, Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc,
sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc độ tuổi Thân, Tý, Thìn, Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Ất âm mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu sẽ có dễ được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với người bạn đời. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy, nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may, giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc, hanh thông, mọi điều, may mắn. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Ất âm mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Sao hàm trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Tuất. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể. Cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi. Hợi Xương Thổ gặp Ất âm mộc, nghĩa là thực thần, là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Hợi nên hết sức chú ý và cẩn thận. Ngày này còn có các thần tướng tinh và quốc ấn giáng chiếu. Thân sát này chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Hợi nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình ngày 24 tháng 11 âm lịch. Với hy vọng, với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!